Quyển 65, thứ 11, từ sở thành tuệ địa, phần 1. Như vậy đã thuyết quyết trạch văn sở thành tuệ địa, nay ta sẽ thuyết quyết trạch từ sở thành tuệ địa. Nếu nói tóm lược thì ở địa đây có 4 chủng nghĩ bản, 1 nghĩ bản sự, nương 6 sự, đó là sự uẩn cho đến sự cần, 2 nghĩ bản có chẳng phải có như phần bản địa đã thuyết, 3 nghĩ bản nhân quả như có tầm có tứ địa đã thuyết, 4 nghĩ bản thừa như phần thanh văn độc giác Bồ Tát Địa đã thuyết. Lại nữa, lược có 2 chủng nghĩ bản tư duy, 1 nghĩ bản tư duy ác như phần bản địa đã thuyết. Nếu nương phẩm hắc như có người ở nơi vô minh, không nên tư duy mà lại khởi nghĩ bản tư duy, 2 nghĩ bản tư duy thiện trái với tướng trên. Như tư duy ác, tư duy thiện thì chỗ dẫn phi pháp, chỗ dẫn pháp, chỗ dẫn phi tỷ nại ra, chỗ dẫn tỷ nại ra, phi thánh, thánh, bất thiện, thiện. Không nên tu, nên tu, không tốt, tốt, hắc, bạch, dẫn vô nghĩa, dẫn có nghĩa, hạ liệt, vi diệu, có tội, không tội, nên xa lìa, không nên xa lìa, nên biết cũng vậy. Lại nữa, như Thế Tôn nói, các thánh đệ tử có biết là có, chẳng có biết là chẳng có. Trong đây sao gọi là có, sao gọi là chẳng có? Được do hai tướng nên biết là có. Những gì là hai? Một, vì hiện tại sanh, đã sanh nên biết là có. Hai, vì thật vật, vì sự, vì nghĩa, vì viên thành thật nên biết là có. Sao gọi là nên biết? Lược thuyết tướng thật có và tướng giả có. Nếu có các pháp không chờ đợi cái khác, không nương cái khác thì thiết tử tướng nên biết lược thuyết và tướng thật có. Nếu có các pháp chờ đợi nơi cái khác, nương vào cái khác mà thì thiết tử tướng nên biết lược thuyết là tướng giả có, chẳng phải thật vật có. Đó là lấy tưởng sự các uẩn như sắc làm chỗ chờ đợi, làm chỗ nương mà thi thiết có ngã và hữu tình cho đến nói rộng. Trong đây tưởng sự các uẩn như sắc là thật vật có, ngã và hữu tình, mạng giả sanh giả, số thủ thú, chẳng phải thật vật có, chỉ là giả có. Như ở nơi tưởng sự các uẩn như sắc giả lập ngã, thì tức ở nơi tưởng sự sắc giả lập sắc cũng vậy, lại ở nơi tưởng sự sắc hương vị xúc mà giả lập uống ăn xe nhà quân rừng các vật dụng khác. Lại ở nơi có tưởng sự các pháp hữu vi mà giả lập trùng tử sanh lão trụ vô thường, có chỗ nương không chỗ nương, đắc mạng căn, chúng đồng phận, danh thân, cú thân, văn thân, tánh dị sanh, hòa hợp không hòa hợp, lưu chuyển quyết định khác, tương ưng thế tốc, thứ lớp, thời phương và số. Lại chỉ lấy các sắc không chuyển động làm chỗ chờ đợi, làm chỗ nương mà giả lập hư không, hư không vô vi. Lại chỉ lấy danh trung gian không chuyển làm chỗ chờ đợi, làm chỗ nương mà giả thi thiết có vô tưởng đạo trí, diệt tận đạo trí. Hỏi, ở trong nhân thành đạo lý, nương đạo lý nào có thể quyết định biết ngã chẳng phải thật có? Đáp, vì chẳng thể có được, vì chẳng thể thấy vậy, sao gọi là chẳng thể có được? Hoặc trong hoặc ngoài, hoặc ở giữa hai, hoặc lìa các uẩn, đều chẳng thể có được. Sao gọi là chẳng thể thấy? Vì như mắt thật có các xứ mỗi mỗi riêng khác nên có nghiệp dụng có thể thấy, nhưng chỗ kế chấp ngã riêng có nghiệp dụng đều chẳng thể thấy. Như vậy, vì tự tướng chẳng thể đắc, vì nghiệp dụng riêng chẳng thể thấy, nên biết chỗ kế chấp ngã chẳng phải thật có. Hỏi, nếu như vậy, ngã bên trong, bên ngoài đều chẳng thể có được, cũng chẳng thể thấy, cớ sao các ngoại đạo xuất gia cũng có được, cũng thấy được? Do nhân duyên đầy vui thích hiển thị kiến lập thật có. Đáp, chẳng có được, chẳng thấy được, chỉ do thân kiến cùng với ngã mạn làm chỗ nương mà khởi tà phân biệt, khởi tà kế chấp, không như chánh lý vui thích hiển thị kiến lập là có. Hỏi, sao nói vì biết ngã chẳng phải thật có, vì chẳng phải hiện có nên chẳng thể đắc cũng chẳng thể thấy? Đáp, các kẻ kế chấp ngã là thật có ở đây, là cực xa bờ kia, không vượt qua 4 chủng. 1 kế chấp cho ngã, tức là các uẩn. 2 kế chấp cho ngã, khác với các uẩn, trụ trong các uẩn. 3 kế chấp cho ngã chẳng phải tức các uẩn mà khác các uẩn, chẳng phải trụ trong uẩn mà trụ khác uẩn, trong đề pháp uẩn. 4 kế chấp cho ngã chẳng phải tức các uẩn mà khác các uẩn, chẳng phải trụ trong uẩn, cũng chẳng trụ nơi khác, ở trong các uẩn địa pháp uẩn, không có uẩn đều chẳng tương ưng tất cả pháp uẩn. Kẻ nương ngã phân biệt kế chấp là có đều nhất vào trong 4 chủng kế chấp đây. Ngoài đây ra không có kế chấp nào hoặc thêm hoặc hơn,
Tất cả cái chất tánh ngã thật có như vậy đều không đúng đạo lý. Vì cớ sao? Nếu cái chấp ngã tức là các uẩn chẳng phải khác các uẩn, vậy thì ngã đây chỉ ở nơi các uẩn mà giả kiến lập, điều này thành có lỗi. Vì cớ sao các uẩn vô thường cũng tương ứng với mũi tự tướng? Vì ngã tức kia nên tánh chẳng phải thường, chẳng phải một, chẳng phải thật có, cho nên kế chấp đây không đúng đạo lý. Lại, nếu kế chấp ngã khác các uẩn, thì ở nơi kế chấp đầy ngã ấy là vô thường, hay ngã ấy là thường? Nếu vô thường, thì chỗ kế chấp ngã đây, sát na khởi khác, sát na diệt khác, xứ đầy sành khác, xứ kia chất khác, làm khác, thọ khác, điều này thành có lỗi. Lại khác các uẩn riêng có một ngã, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc ở giữa hai, có sành có diệt đều chẳng thể có được, cho nên kế chấp đây không đúng đạo lý. Nếu ngã là thường tức không có biến đổi, vì tướng thường vậy, sự kế chấp đây tức là ngã không biến đổi. Vậy thì hai nhân duyên ngã bị biến đổi đều không đúng đạo lý, đó là ở hiện tại và ở vị lai. Ở vị lai nếu ngã không biến đổi, liền lẽ không sanh, không lão, không bệnh, không tử, không tổn hoại, cũng lại chẳng nên có lúc làm trời, có lúc làm người, có lúc làm bàng sanh, có lúc làm quỷ thú, có lúc làm chúng sanh ở địa ngục. Ở hiện pháp, nếu ngã không biến đổi, liền lẽ ở nơi trùng trùng cảnh giới ái phi ái kia, không lạc không khổ, không ái không khỏe, cũng không có si. Nói tóm lại, chẳng lẽ do khổ lạc mà bị biến đổi, cũng chẳng lẽ tùy theo một tham phiền não và tùy phiền não mà bị biến đổi. Như vậy vì ngã ở hiện pháp đương lai không biến đổi, thì chẳng nên chịu sự nhiễu ích của lạc, cũng không nên bị phụ thuộc bởi sự nhiễm ô của các phiền não kia. Chẳng nên nhân đây hành pháp phí pháp, chẳng nên chịu sự tổn hại của khổ, cũng chẳng nên bị phụ thuộc bởi sự nhiễm ô của các phiền não kia, chẳng nên nhân đây hành pháp phí pháp. Như vậy ngã đây, vì trong hiện pháp chẳng tương ưng cùng pháp phí pháp, vì đời vị lai không nhân duyên có thân ái phi ái nên chẳng được sanh. Do đạo lý đây, ông không nên kế chấp ngã đầy thường trụ, bởi trong mỗi thân riêng có sự biến đổi và ở đời đương lai trùng trùng sanh lão tử biến đổi. Như vậy ngã đây, nếu thường trụ như ông nói, liền trong mỗi thân không có lúc sanh lão bệnh tử, không có lúc lạc, không có lúc khổ và không có lúc nhiễm ô, lẽ phải rốt ráo giải thoát thành tịnh, cho nên kế chấp đây không đúng đạo lý. Lại nếu kế chấp có ngã khác với các uẩn, trụ khác các uẩn trong lìa pháp uẩn, thì điều hiển rõ rằng nếu xả lìa các uẩn thì tự tướng ngã còn chẳng thể đắc, hà huống có chỗ cho ngã an trụ. Thế như có người nói tôi biết thạch nữ không hoa cải tóc, nên biết kế chấp kia cũng lại như vậy. Cho nên kế chấp đây không đúng đạo lý. Lại nếu kế chấp vì có ngã chẳng tương ưng cùng tất cả pháp uẩn, nên không có uẩn, chỗ kế chấp ngã đây, nếu không có uẩn liền không có sắc, chẳng phải tương ưng thân, cũng chẳng phải tương ưng thọ khổ lạc, cũng chẳng phải tương ưng các nhóm tưởng sai biệt, cũng chẳng phải tương ưng tư duy thiện bất thiện vô ký, cũng chẳng phải tương ứng với thọ dụng ý phân biệt cảnh giới sắc. Như vậy ngã đây ứng với không chỗ nương, không thọ không tưởng, không tư lường, cũng không phân biệt. Vậy thì ngã đây chẳng cần dụng công, liền không có nhiễm ô, rốt ráo giải thoát, cho nên kế chấp đây không đúng đạo lý. Lại tất cả kẻ nương ngã phân biệt hư vọng kế chấp ngã kia không thành tựu, nên biết ngã ở trong các uẩn chỉ là giả kiến lập, chẳng phải thật có vật. Do ngã chẳng phải có, duy chỉ có uẩn, nên tất cả đạo lý tạp nhiễm thành tịnh đều được thành tựu. Đó là vì có nội ngoại các xứ sanh, nên ở trong hiện pháp khởi vô minh xúc. Do đây nơi thân liền có lãnh thọ nhiều ích tổn giảm. Do đây làm duyên phát khởi ái hòa hợp chia lìa, và hữu nương tất cả phiền não, tùy phiền não đầy mà chuyển. Do nghĩa đây nên nghiệp tịnh bất tịnh sanh khởi có được. Vì nghiệp phiền não sanh khởi như vậy, đương lai lại có tất cả pháp khổ sanh lão tử đều tất được sanh. Như vậy ở trong uẩn vô thường, vì không có thật ngã nên đạo lý tạp nhiễm đều được thành tựu. Lại do từ người được nghe chánh pháp, bên trong tác ý, bên trong chánh tác ý làm nhân duyên, nên xa lìa vô minh phát khởi minh. Do không ngu si nên liễu đạt các thọ đều là khổ. Do đây năng đoạn sở hữu tham ái, ở trong các thọ vào đoạn tất cả phiền não hoặc tùy phiền não nương trong ấy. Do nhân duyên đây năng cảm nghiệp hậu hữu tịnh bất tịnh, chẳng lại sanh khởi. Như vậy do nghiệp phiền não đoạn diệt, nên tất cả hậu hữu và các khổ như sanh vĩnh viễn chẳng sanh trở lại.
Như vậy vì không có ngã, duy chỉ có uẩn, tất cả đạo lý thanh tịnh tạp nhiễm đều được thành tựu. Lại nữa, trong đây giả lập tất cả hữu tình, chỗ gọi là hữu tình không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nên biết chín chủng hữu tình như vậy được do ba chủng nhân duyên mà được kiến lập, tổng nhiếp tất cả là hữu tình. Đó là một nơi thân chuyển động đến đi sai biệt kiến lập hữu tình không chân cho đến nhiều chân. 2. Nương thân sai biệt kiến lập hữu tình hữu sắc vô sắc. 3. Nương tâm sai biệt kiến lập hữu tình hữu tưởng vô tưởng phi phi tưởng xứ. Lại có ngoại đạo xuất gia tên là Ly Hệ nói lời như vậy: tất cả cây thể đều có mạng, vì thấy bên trong kia và pháp số mạng của tăng trưởng, nên bảo kia rằng: ông muốn thế nào, cây tăng trưởng là mạng làm nhân hay nhân khác khiến tăng trưởng? Nếu kia chỉ dụng mạng làm nhân thì kia chưa xả mạng mà có lúc không tăng trưởng, nên đây không đúng đạo lý. Nếu có nhân khác khiến tăng trưởng thì kia tuy không có mạng mà do tự nhân duyên cũng được tăng trưởng, nên đây cũng không đúng đạo lý. Lại nên bảo kia rằng: ông muốn thế nào, các vật không mạng không được tăng trưởng là nói có nhân hay nói không nhân? Nếu nói có nhân, vì nói nhân duyên đây chẳng thể có được, nên đây không đúng đạo lý. Nếu nói không nhân thì không nhân mà nói, mà tất lẽ vậy thì không đúng đạo lý. Lại nên bảo kia rằng: ông muốn thế nào, các vật như cây cùng với vật có mạng là một hướng giống nhau hay chẳng một hướng giống nhau? Nếu nói một hướng giống nhau thì vật như phần dưới rễ cây đâm sâu xuống đất, phần thân trên tăng trưởng, chẳng thể tự nhiên thân cây dao động. Lại chẳng từng thấy các cây có cùng ngôn ngữ mà lại không hỏi thăm qua lại, vật có mạng thì chẳng vậy. Lại chẳng từng thấy các cây có nghiệp tịnh bất tịnh chuyển, vật có mạng thì chẳng vậy. Lại chẳng từng thấy chặt cành cây này rồi ở xứ khác lại xanh, vật có mạng thì chẳng vậy. Cho nên đây không đúng đạo lý. Nếu nói chẳng một hướng giống nhau, vậy thì do giống nhau mà nào có thọ mạng, do chẳng giống nhau nên không có thọ mạng thì không đúng đạo lý. Như vậy, vì nhân khác tăng trưởng, hoặc có hoặc không có. Vì vật không thọ mạng chẳng tăng trưởng, nói nhân hoặc có hoặc không có. Vì một hướng không phải một hướng giống nhau, chỗ kế chấp của kia đều không đúng đạo lý. Hỏi duyên nào nên biết, sắc hương vị xúc, như vậy ăn đập riêng khác. Cao tưởng sự vật như uống ăn xe cộ bình bốn y phục vật trang nghiêm đều là giả có. Đáp: do tưởng vật kia hoặc ở trong xứ tưởng tụ vật sắc, để có tưởng vật này chuyển, hoặc ở trong xứ tưởng tụ vật sắc, để có tưởng vật kia chẳng chuyển. Nếu ở trong xứ tưởng tụ sắc có tưởng ăn chuyển thì chẳng phải ở xứ ấy có tưởng uống chuyển. Nếu ở xứ có tưởng xe cộ chuyển, chẳng phải ở xứ ấy có tưởng y phục chuyển. Như vậy xứ còn lại cho đến dẫu thuyết các tưởng giả có hoặc chuyển, không chuyển nên biết cũng vậy. Tất cả tưởng sự sắc hương vị xúc khắp ở trong tất cả các tưởng sự uống ăn xe cộ bình bổn y phục và trang nghiêm, không sai biệt mà chuyển. Cho nên biết uống ăn xe cộ bình bổn y phục và trang nghiêm đều là giả có, sắc hương vị xúc là thật vật có. Lại nương các pháp có kiến lập giả tưởng vật, chẳng phải một mà nhiều chủng chủng phẩm lại, nên biết lược chung có hai chủng: một nương một tụ, hai nương chẳng phải một tụ. Riêng mỗi một uống ăn bình bổn y phục và trang nghiêm gọi là nương một tụ. Các nghề nghiệp như họa trên lụa, điêu khắc nạn tượng, các nghiệp như nhà cửa quán trọ cung điện quân rừng gọi là nương chẳng phải một tụ. Lại nữa, sao gọi các pháp hữu sắc? Nếu nói lược có 10 sắc xứ và sắc nhiếp thuộc pháp xứ, do các sắc kia đầy đủ tự tướng sắc, tức lấy sự đây trở lại thuyết sự đây, cho nên gọi là các pháp có sắc. Pháp có sắc đây do năm chủng tướng sai biệt kiến lập, những gì là năm: một do sự, hai do tự tướng, ba do cộng tướng, bốn do giới, năm do nghiệp. Do sự tất cả các sở hữu sắc kia, hoặc là bốn đại chủng, hoặc là bốn đại chủng sở tạo, nên biết gọi là lược nhiếp sự sắc, ngoài đề ra không có, hoặc hơn hoặc thêm. Do tự tướng của các sắc có ba chủng: một sắc thanh tịnh, hai sắc do thanh tịnh nắm lấy, ba sắc do ý nắm lấy. Đó là năm sắc thanh tịnh do bốn đại chủng tạo thành. Năm thức nương tựa nhiếp thuộc nhãn xứ gọi là sắc thanh tịnh. Năm cảnh sắc đồng phận với cảnh giới của sắc thanh tịnh gọi là sắc do thanh tịnh nắm giữ. Nếu các sắc thanh tịnh cùng thức
và đồng cảnh của thức, gọi là sắc đồng phận. Nếu các sắc thanh tịnh lìa thức, trước sau tự loại tương tục mà chuyển, gọi là sắc lìa đồng phận. Sắc của ảnh tượng sở hành tạp ma địa gọi là sắc do ý nắm giữ. Do cộng tướng của các sắc cũng có ba chủng. Một, tất cả sắc nương dựa phương xứ riêng biệt mà được an lập, có thể tuyển thuyết phương xứ sai biệt gọi là cộng tướng thứ nhất. Hai, tất cả sắc hoặc thanh tịnh hoặc nắm lấy tướng tăng giảm thanh tịnh gọi là cộng tướng thứ hai. Ba, tất cả sắc đây nếu tiếp xúc với sự xúc chạm tức liền biến hoại, hoặc do dùng tay chân khối cục dao gậy, hoặc do lạnh nóng đói khát mũi màu nắng gió rắn rít gọi là cộng tướng thứ ba. Do giới, nếu do sự sanh khởi của các nghiệp thuộc sắc ái định địa gọi là sắc của sắc hành. Nếu do sự sanh khởi của các nghiệp thuộc sắc ái bất định địa gọi là sắc của dục hành. Các sắc như vậy do giới sai biệt được có hai chủng. Trong vô sắc giới không có sắc như vậy. Do nghiệp như trước đã thuyết, các sắc cộng tướng đó là lúc tiếp xúc với các sự xúc chạm, tức liền biến hoại, cộng tướng như vậy chẳng phải khắp tất cả. Các sở hữu sắc của dục giới, trừ cõi trời dục giới còn lại thì khắp tất cả. Sở hữu các sắc ở cõi trời dục giới chỉ do sự xúc chạm của tay chân dao gậy khối cục mới bị biến hoại, không do sự xúc chạm của lạnh nóng đói khát mà bị biến hoại. Do ở cõi trời kia các vật nuôi thân, các thức uống ăn, tùy muốn mà hiện ra, cho nên cõi trời kia không bị sự tổn hại bởi đói khát. Các sở hữu sắc, sắc giới không do sự xúc chạm của tay chân khối cục dao gậy tiếp xúc, cũng chẳng do các xúc chạm khác mà khiến bị tổn hại. Nếu thân nghiệp, ngữ nghiệp hoặc thiện hoặc bất thiện hoặc vô ký là nghiệp sắc, nên biết gọi là nghiệp sắc sai biệt. Sao gọi là các pháp vô sắc cũng do năm tướng sai biệt kiến lập, nên biết tướng ấy trái với tướng các pháp hữu sắc. Lại nữa, được do hai chủng tụ sắc mà kiến lập các tụ. Một, tụ bất cộng đại chủng. Hai, tụ chẳng phải bất cộng đại chủng. Tụ bất cộng đại chủng, ở bên trong chỉ có một loại đại chủng. Tụ chẳng phải bất cộng đại chủng, ở bên trong có hai loại đại chủng hoặc nhiều loại đại chủng. Lại ở trong tụ bất cộng đại chủng, từ cực vi trở lên các đại chủng hợp lại, nên biết các đại chủng sắc mới có lẫn tạp không liền nhau, các đại chủng sắc không có cùng một xứ không liền nhau. Ở trong tụ chẳng phải bất cộng đại chủng, đó là đại chủng cực vi như sắc sở tạo và đại chủng khác, nên biết cũng có cùng một xứ không lìa nhau. Nhưng đại chủng kia chẳng phải sắc sở tạo, vì xoay vần không nương lẫn nhau mà được truyền, vì mỗi mỗi có công năng nương tựa xứ riêng. Lại một xứ không lìa nhau, đó là các đại chủng và sắc sở tạo đồng trụ một xứ, như cái dương bên trong đựng ngọc châu phát ánh sáng xanh vàng đỏ trắng, vô số ánh sáng đan xen lẫn nhau không lìa nhau, lẫn tạp không lìa nhau. Chỗ có thí dụ nên biết như trước. Lại nếu có tụ hoặc lúa hoặc đậu hoặc tụ đường cát mịn đem trộn lẫn với nhau, nên biết đây chẳng phải cùng một xứ không liền nhau, cũng chẳng phải lẫn tạp không liền nhau, mà là hòa hợp không liền nhau. Bởi kia chỉ do nhiều tụ tập lại chẳng phải tướng một tụ, nên biết còn lại là tướng một tụ, lại lẫn tạp không liền nhau, nên biết đường một xứ không liền nhau. Đây nếu chẳng vậy thì không đúng đạo lý. Lại nữa, sao gọi là các pháp có thể thấy? Do năm chủng tướng kiến lập các pháp có thể thấy sai biệt. Những gì là năm? Một, do hiển sắc. Hai, do hình sắc. Ba, do biểu sắc. Bốn, do cảnh giới nhãn. Năm, do sở duyên nhãn thức. Lại nữa, sao gọi là các pháp không thể thấy? Cũng do năm tướng sai biệt kiến lập, nên biết tướng ấy trái với tướng các pháp có thể thấy. Lại nữa, sao gọi là các pháp có đối ngại? Do năm chủng tướng kiến lập các pháp có đối ngại sai biệt. Những gì là năm? Một, do mỗi mỗi nương tựa xứ riêng mà an trụ. Hai, do ở nơi các tụ sắc khác dùng thọ nghiệp quả lại làm chướng ngại. Ba, do chịu sự xúc chạm của tay chân dao gậy đá sỏi tiếp xúc liền bị biến hoại. Bốn, do tất cả đều là các sắc do thanh tịnh nắm giữ. Năm, do tất cả đều nương sở duyên thức sắc thanh tịnh. Lại nữa, sao gọi là các pháp không đối ngại? Cũng do năm tướng sai biệt kiến lập, nên biết tướng ấy trái với tướng các pháp có đối ngại. Lại nữa, sao gọi là các pháp không thể thấy không đối ngại? Do năm tướng nên biết kiến lập các pháp không thể thấy không đối ngại sai biệt. Những gì là năm? Một, do nhân duyên. Hai, do nương tựa nơi chốn. Ba, do hiển hiện. Bốn, không biến đổi. Năm, do sở duyên.
Đó là các sắc do tháng giải cùng tam ma địa có đầy đủ uy lực, nên biết gọi là nhân duyên sanh sắc không thể thấy không đối ngại. Kia đã sanh rồi, nơi chốn mới có được, cho nên gọi là sắc. Tuy không tương ưng cùng tự tướng của người hữu sắc xứ kia, nhưng được hiển hiện giống như tự tánh kia ở nơi độ sắc khác. Dùng thọ nghiệp quả lại chẳng bị chướng ngại, lại chẳng phải tất cả sắc của thanh tịnh cùng nơi cảnh giới của thức nắm giữ, cũng chẳng phải sở duyên, cho nên gọi là không thể thấy không đối ngại. Tay chân xúc chạm chẳng năng tổn hoại, cho nên gọi là không có biến đổi. Lại căn bản định gọi là tam ma địa đầy đủ uy đức, sắc đây là sở duyên của kia, chẳng phải sắc khác. Thế như chẳng phải tất cả tâm đều năng biến hóa, chỉ sở hữu tâm đầy đủ đại uy đức mới có thể được, chẳng phải tâm khác, đây cũng như vậy. Cần yếu tâm đủ uy đức cực định tĩnh mới năng làm duyên sanh các sắc không thể thấy không đối ngại đây. Như khóa sắc đây cũng không phải tâm chẳng đủ đại uy đức và cảnh giới sở duyên của tâm bất định, chỉ là cảnh giới sở duyên của tâm cực định tĩnh. Lại nữa, sao gọi là các pháp có thể thấy có đối ngại? Cũng do năm tướng sai biệt kiến lập, nên biết tướng ấy trái với tướng các pháp có thể thấy có đối ngại. Lại nữa, sao gọi là các pháp hữu lậu? Do năm tướng nên kiến lập các pháp hữu lậu sai biệt. Những gì là năm? Một do sự, hai do tùy miên, ba do tương ưng, bốn do sở duyên, năm do sanh khởi. Do sự là nội sắc thanh tịnh, hoặc cùng nương nhau, hoặc cùng nương nhau với ngoại sắc, hoặc các tâm tâm sở nhiễm ô, hoặc các tâm tâm sở thiện vô ký. Sự hữu lậu đây tùy chỗ thích hợp do bốn tướng khác nên gọi là hữu lậu, đó là do tùy miên, do tương ưng, do sở duyên và do sanh khởi. Do tùy miên, hoặc ở nơi các sắc thanh tịnh và ở trong tất cả tâm tâm sở như trước đã thuyết, chủng từ phiền não chưa đoạn trừ, chưa bị tổn hại, gọi là tùy miên, cũng gọi là thô trọng. Hoặc kia cho đến chưa đoạn không sót thừa, nên biết tất cả do tùy miên gọi là hữu lậu. Do tương ưng hoặc do các tâm tâm sở nhiễm ô tương ưng lẫn nhau gọi là hữu lậu. Do sở duyên hoặc các hữu sự hoặc sở hành hiện lượng hoặc hữu lậu phát sanh do tăng thượng sanh khởi. Như vậy tất cả lậu về sở duyên gọi là hữu lậu. Trong đây hiện tại gọi là hữu sự, quá khứ vị lai gọi là phi hữu sự. Hoặc nương sở hành thức sắc thành tịnh gọi là sở hành hiện lượng. Hoặc sở hành khác nên biết gọi là sở hành phi hiện lượng. Hoặc nội các xứ tăng thượng sanh khởi tất cả ngoại xứ gọi là hữu lậu phát sanh do tăng thượng sanh khởi. Chỉ những sở duyên nêu trên mới được gọi là hữu lậu. Vì cớ sao? Hoặc vì duyên quá khứ vị lai phát khởi các phiền não, mà quá khứ vị lai chẳng phải hiện hữu sự việc, nên không do sở duyên mà được gọi là hữu lậu. Hoặc sự việc hiện tại chẳng phải sở hành hiện lượng, như sắc thanh tịnh cùng tất cả tâm tâm sở nhiễm ô thiện vô ký kia cũng chẳng phải sở duyên phiền não mà được gọi là hữu lậu. Chỉ do tự nó phân biệt khởi mà các phiền não khởi qua lại lẫn nhau, vì chẳng phải các pháp kia làm cảnh sở hành phân minh của đây. Do sanh khởi, vì các tùy miên chưa vĩnh viễn đoạn trừ, vì thuận theo cảnh phiền não hiện tại tiền, vì ở nơi kia hiện khởi không như lý tác ý, do nhân duyên đây các sở hữu pháp đang sanh, đã sanh hoặc lại sẽ sanh, tất cả như vậy do sanh khởi nên gọi là hữu lậu. Lại từ các quả dị thục của tất cả phiền não bất thiện cùng với các quả dị thục tăng thượng dẫn dắt ngoại sự sanh khởi như vậy, vì tất cả cũng được sanh khởi nên gọi là hữu lậu. Lại do sắc vô ký hệ thuộc vô sắc nên tất cả phiền não tiếp nối sanh, vì kia tiếp nối sanh cũng sanh khởi gọi là hữu lậu. Như vậy gọi là do năm tướng nên kiến lập các pháp hữu lậu sai biệt, đó là do sự, do tùy miên, do tương ưng, do sở duyên và do sanh khởi. Lại nữa, sao gọi là các pháp vô lậu? Do năm tướng nên biết kiến lập các pháp vô lậu sai biệt. Những gì là năm? Một, vì có các pháp do lìa các chìa nên gọi là vô lậu, đó là các sắc của tất cả tâm tâm sở thiện vô ký, sở y sở duyên cùng các tâm tâm sở thiện vô ký. 2. Vì có các pháp do tùy miên đoạn nên gọi là vô lậu, đó là chỗ có các thiện đã vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền não kiến tù sở đoạn cùng một phần sắc sở tạo vô ký và các vô ký và các tâm tâm sở thiện thế gian. 3. Vì có các pháp do đoạn diệt nên gọi là vô lậu, đó là tất cả tâm tâm sở nhiễm ô kia chẳng chuyển nên gọi là vô lậu,
Do kiếp không chuyển hiện rõ niết bàn, tức niết bàn đây gọi là vô lậu. 4. Có các pháp là kiến sở đoạn, vì đối trị đoạn trừ nên giải thoát khỏi tự tánh kia gọi là vô lậu, đó là tất cả kiến đạo. 5. Có các pháp là tu sở đoạn, vì đối trị đoạn trừ nên tương tục giải thoát khỏi tự tánh của kia nên gọi là vô lậu, đó là tất cả tu đạo và đạo vô học xuất thế gian. Như vậy nên biết do năm tướng mà kiến lập các pháp vô lậu giải biệt. Lại nữa, sao gọi là các pháp hữu chánh? Do năm tướng nên kiến lập các pháp hữu chánh giải biệt. Những gì là năm? Một, do sự; hai, do nhân duyên; ba, do tự tánh; bốn, do trợ bạn; năm, do đẳng khởi. Trong đây năm thủ uẩn gọi là sự của pháp hữu chánh, hoặc ái vị nhiễm trước, ái vị say mê, ưa thích gọi là nhân duyên chánh, hoặc tánh vô thường, tánh khổ, tánh pháp biến hoại gọi là tự tánh hữu chánh. Tức là nơi chánh đây mà vô trí ngu si gọi là trợ bạn chánh. Do nhân duyên đây, năm phẩm hắc chuyển gọi là đẳng khởi. Đó là do đấu tranh kiện tụng đảo lộn đắm trước các dục, khởi kiến hoặc là các chủng lại khác sanh khởi là phẩm hắc đầu tiên, hoặc thuận theo các phiền não triền không biết tàm quý, nhiều an trụ tánh kia là phẩm hắc thứ hai. Họ có xà môn hoặc bà la môn trái nghịch chánh đạo, vui muốn khổ hạnh cùng tín giải khác, như tự nhiệt đói nhảy vào lửa, nhảy từ núi cao xuống là phẩm hắc thứ ba. Hoặc thân ngữ ý hiện hành tất cả ác hạnh là phẩm hắc thứ tư, vui muốn hậu hữu là phẩm hắc thứ năm. Trong đây phẩm hắc ban đầu, do tâm sanh oán hận phát khởi giận dữ nên trụ không an ổn. Phẩm hắc thứ hai, do các phiền não thiêu đốt bên trong nên trụ không an ổn. Phẩm hắc thứ ba, do tự thể nguyện chịu khổ lao nhọc hão huyền vô nghĩa nên trụ không an ổn. Phẩm hắc thứ tư, do sanh vào đường ác nên trụ không an ổn. Phẩm hắc thứ năm, do các khổ sanh lão tử tụ tập nên trụ không an ổn. Trong đây năm thủ uẩn của sự là sự của hữu chánh. Sự đây cùng tự tánh chánh lại cùng với nhân duyên trợ bạn đẳng khởi nương tự nhau nên gọi là pháp hữu chánh. Lại nữa, sao gọi là các pháp vô chánh? Do năm tướng kiến là các pháp vô chánh sai biệt, đó là trái với năm tướng hữu chánh ở trên. Trong đây năm thủ uẩn không gọi là sự của pháp vô chánh, do tự tánh chánh cùng với nhân duyên trợ bạn đẳng khởi ở trong các pháp kia chẳng thể được nên gọi là pháp vô chánh. Lại nữa, sao gọi là các pháp có nhiễm? Do năm tướng nên biết kiến lập các pháp có nhiễm sai biệt. Những gì là năm? Đó là do sự, do nhân duyên, năm tướng sai biệt như trước nói rộng. Do sự là năm hữu thủ uẩn, do nhân duyên các pháp nhân duyên là ái vị hỷ lạc, do tự tánh tức đây làm duyên sanh khởi nhập thuộc ái vị hỷ lạc, do trợ bạn ở nơi ái vị lại thêm tham trước, do đẳng khởi là năm phẩm hắc nên biết như trước. Sự do năm thủ uẩn cùng tự tánh có nhiễm lại cùng với nhân duyên trợ bạn đẳng khởi nương tự nhau gọi là có nhiễm. Lại nữa, sao gọi là các pháp không nhiễm? Do năm tướng kiến lập các pháp không nhiễm sai biệt, đó là trái với năm tướng trên như vô chánh ở trước để theo đó mà biết. Lại nữa, sao gọi là các pháp nương đam mê vui thích? Do năm tướng nên biết kiến lập các pháp nương đam mê vui thích sai biệt. Những gì là năm? Do sự, do nhân duyên như trước nói rộng. Do sự là năm thủ uẩn hệ buộc dục giới, do nhân duyên là thuận theo dục tham năm chủng diệu dục, do tự tánh đó là tham đắm do kia làm duyên, do kia làm cảnh phát khởi dục tham, do trợ bạn tức không như lý tác ý tương ưng tà mong cầu, tương ưng các dục phân biệt, do cùng chung với đây gọi là phân biệt tham. Do đẳng khởi là năm chủng phẩm hắc như trước đã nói rộng. Do sự của năm thủ uẩn hệ buộc dục giới kia, do tự tánh nhân duyên trợ bạn của kia cùng với sự nhiếp thọ của đẳng khởi gọi là các pháp nương đam mê vui thích. Lại nữa, sao gọi là các pháp nương ra khỏi xa lìa? Do năm tướng nên biết kiến lập các pháp nương ra khỏi xa lìa sai biệt, đó là trái với năm tướng nương đam mê vui thích. Lại nữa, sao gọi là các pháp thế gian? Do năm tướng kiến lập các pháp thế gian sai biệt. Những gì là năm? Một, tất cả sắc thanh tịnh và sắc do thanh tịnh nắm giữ thuộc thế gian. Hai, tất cả tâm tâm sở nhiễm ô thuộc thế gian. Ba, tất cả tâm tâm sở vô ký thuộc thế gian. Bốn, tất cả tâm tâm sở thiện hoặc sẽ đoạn hoặc đã đoạn thuộc thế gian. Năm, sắc không thể thấy không đối ngại của tất cả tam ma địa thế gian thuộc thế gian.
Lại nữa, sao gọi là các pháp xuất thế gian? Do năm tướng kiến lập, các pháp xuất thế gian sai biệt. Những gì là năm? Một, đối trị kiến đạo sở đoạn. Hai, đối trị tu đạo sở đoạn. Ba, do sự giải thoát của tưởng giải thoát, đó là các thành phần độc giác Bồ Tát đã nhập tuệ lý, không lý luận và các tâm tâm sở tương ứng kia. Bốn, kia sở duyên sắc không thể thấy, không đối ngại. Năm, sự giải thoát của một phần sở trị giải thoát, đó là các hữu học. Nếu là sự giải thoát toàn phần sở trị giải thoát, đó là các vô học. Lại nữa, sao gọi là các pháp đoạn? Do nương năm pháp thế gian, tức thế gian kia gọi là các pháp đoạn. Một, hữu tình thế gian. Hai, khí thế gian. Ba, dục thế gian. Bốn, sắc thế gian. Năm, vô sắc thế gian. Nên biết đây gọi là năm chủng thế gian. Lại nữa, sao gọi là các pháp không đoạn? Đó là pháp xuất thế không rơi vào năm chủng thế gian như vậy, cho nên gọi là các pháp không đoạn. Lại nữa, sao gọi là các pháp hữu vi? Do năm tướng nên kiến vào các pháp hữu vi sai biệt. Những gì là năm? Một, vị hậu tế chưa sanh. Hai, vì tiền tế đã diệt. Ba, vì trung tế tự tướng an trụ. Bốn, vì nhân duyên tương tục. Năm, vì quả tương tục. Lại nữa, sao gọi là các pháp vô vi? Do năm tướng nên kiến lập các pháp vô vi sai biệt. Những gì là năm? Trái với năm tướng hữu vi ở trên, tức là năm tướng vô vi, pháp hữu vi diệt chứng đắc niết bàn. Nếu có người cho là niết bàn có khác, nên biết đây không như lý hỏi, không như lý đáp, không như lý tư duy. Như vậy, nếu có người cho là niết bàn không khác, hay có người cho là niết bàn có khác không khác, hay có người cho là chẳng phải có khác, chẳng phải không khác, nên biết đây cũng đều không như lý hỏi, không như lý đáp, không như lý tư duy. Vì cớ sao? Bởi niết bàn kia chỉ là chỗ hiện của hữu vi diệt. Vì niết bàn kia là và pháp hữu vi khác nhau vậy. Trong đây, vì niết bàn chỉ là chỗ hiện của hữu vi diệt mà cho là có khác, hoặc hỏi, hoặc đáp, hoặc tư duy, liền là hí luận. Niết bàn đây chẳng phải là chỗ hí luận. Lại vì niết bàn cùng với pháp hữu vi khác nhau mà cho là không khác, tức như trước đã thuyết liền là hí luận. Niết bàn đây chẳng phải chỗ hí luận, vì hai chủng nhân như trước thuyết nên kẻ kế chắc có khác, không khác đều không đúng đạo lý. Là do hữu vi diệt chứng đắc niết bàn, hoặc do có người cho là tất cả đều không chỗ có, cho nên kẻ kế chấp chẳng phải có khác, chẳng phải không khác, cũng không đúng đạo lý. Nghĩa niết bàn tức là chỗ hiển phát của tất cả pháp bạch. Tướng niết bàn tức là tướng tịch tĩnh, tướng không hí luận, nên biết chỉ là tướng bên trong tự chứng đắc. Lại nữa, sao gọi là các pháp sở duyên? Do năm tướng nên kiến lập các pháp sở duyên sai biệt. Những gì là năm? Một, pháp sở duyên có tác ý thiện. Hai, pháp sở duyên có tác ý bất thiện. Ba, pháp sở duyên có tác ý vô ký. Bốn, pháp sở duyên có tác ý đoạ giới. Năm, pháp sở duyên có tác ý hệ thuộc du già. Trong đây, hoặc tác ý thiện duyên các pháp thiện bất thiện vô ký. Như tác ý thiện thì tác ý bất thiện vô ký nên biết cũng vậy. Tác ý thiện nhiễm u vô ký hệ buộc dục giới, duyên tất cả các pháp trong tạm giới. Tác ý thiện hệ buộc sắc giới cũng duyên tất cả các pháp trong tạm giới. Trong vô sắc giới hoặc định hoặc sanh, các ngoại đạo dị sanh tác ý thiện hệ buộc vô sắc giới chỉ duyên tất cả pháp tự địa, chẳng phải duyên địa giới. Hoặc Bồ Tát chưa được tự tại hành tề bát xá na của với có tuệ thành phần thừa rộng lớn, hoặc các bậc hữu học, hoặc a la hán tác ý thiện hệ buộc vô sắc giới kia cũng duyên tất cả pháp địa giới. Và các Bồ Tát đã được tự tại quyết định chẳng sanh ở vô sắc giới, do quán ở nơi kia chẳng thể hiện khởi việc lợi ích chúng sanh, cũng không nhân đầy thành thục Phật pháp rộng lớn, cũng không thể thành thục hành lợi ích hữu tình, như vậy gọi là các pháp sở duyên tác ý đọa giới. Lại nữa, nhân sở duyên tư duy như thuyết gọi là soi chiếu khắp tất cả, không có đây gọi nào vượt hơn, do đây gọi là pháp số 1, vì đây được tùy tự tại mà hành. Điều này có nghĩa gì? Tức là nếu được thuyết vì quan sát nhân thành tịnh, vì quan sát tự tướng, vì quan sát nhân tạp nhiễm, lại vì hiển thị Bồ Đặc Giả Đa Vô Ngã và pháp vô ngã. Trong đây hiển thị Bồ Đặc Giả Đa Vô Ngã, tức là khéo rõ biết vốn vô sắc uẩn, năng đoạn tất cả tự tướng cảnh giới, cho nên gọi là năng soi chiếu tất cả. Hiển thị pháp vô ngã, tức là khéo rõ biết tự tánh, biến kế, sở chấp. Khéo rõ biết danh ngôn thế tục, năng trời tất cả tướng sở y của kia, cho nên gọi là năng soi chiếu tất cả. Nếu vượt qua bốn vô sắc uẩn như vậy, thì các ngã, tướng, sự nhất định chẳng thể có được,
Nếu vượt qua danh ngôn thế tục biến kế xảo chấp, thì tự tánh tướng sự cũng chẳng thể có được. Nếu ở nơi hai điều đây không khéo rõ biết, thì tất cả tự tướng cảnh giới và các tạp nhiễm liền sanh khởi tùy chuyển. Vì tất cả cảnh tướng cùng các tạp nhiễm đều do lực tăng thượng kia mà được sanh vậy, không phải không nhân. Lại Phật Thế Tôn nương đây mật ý thuyết là như vậy, vì chấp tự tánh pháp nên chấp tánh ngã sanh khởi, giác được đây nên giác được kia, do giác nên hoàn diệt. Tác ý hệ thuộc xu xà được có bốn chủng sở duyên: một sở duyên biến mãn, hai sở duyên tịnh hành, ba sở duyên thiện xào, bốn sở duyên tịnh phiền não. Các sở duyên như vậy trong thành phản địa đã biện rộng. Trong đây sở duyên tịnh phiền não đó là Thế Tôn thuyết bốn thánh đế và chân như.